Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta thì con người sinh ra thì không ai có thể giống ai được. Số mệnh mỗi người một khác nhau. Có người sống đến 7, 8, 90 tuổi cũng một đời người. Nhưng có những mảnh đời 2, 30 tuổi cũng một đời. Sau đây thì Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Lê Thu Hương. Em Lê Thu Hương sinh năm 2004. Không may, trong một lần em đi tắm thì em bị đuối nước. Mặc dù cũng đã được tất cả mọi người đã kịp thời sơ cứu, xong vì em đuối nước quá nặng nên đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với Chúa trong nỗi niềm xót xa, thương nhớ của toàn thể gia đình. Khi nhận biết tin thì tất cả mọi người đang tề tựu về bên linh cữu cùng với gia đình, cùng với tất cả mọi người làm lễ khâm niệm và lo lễ tang cho em, rồi đưa em về nơi ăn nghỉ cuối cùng được mổ yên mạ đẹp. Sau đây, chương trình lễ tang của em Lê Thu Hương diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, sau đây thì Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của cháu Lê Thị Hương. Hiện tại thì bố cháu là người Palestine, mẹ là người Việt Nam. Cháu Lê Thị Hương sinh năm 2004. Hiện tại thì cháu mang họ mẹ. Không may, trong một lần cháu đi tắm thì cháu bị đuối nước. Mặc dù cũng đã được toàn thể gia đình đưa tới bệnh viện và cũng đã các bác sĩ sơ cứu kịp thời, xong vì cháu không qua khỏi, đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã về với Chúa trong nỗi niềm xót xa thương nhớ của bố, của mẹ, của toàn thể các anh chị em. Bao nhiêu nỗi đau dằn vặt lên bố mẹ mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị và các bạn, sinh con ra thì ai cũng mong muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm bên gia đình và ăn học trưởng thành, sau này thành danh để cho bố mẹ được nhờ. Nhưng không may, cháu lại bị đuối nước và đã không qua khỏi, đã mãi mãi rời xa nơi này để về cùng tổ tiên. Khi nhận biết tin con bị đuối nước thì bố mẹ, gia đình, anh chị em thì đến và đưa cháu đi cấp cứu, nhưng vì đuối nước quá nặng và không cứu nổi và đã đưa cháu về tại gia đình để làm lễ khâm niệm và lễ tang cho cháu. Những bông hoa trắng cài lên ngực và những giọt nước mắt rơi, quá thương con mà không biết làm sao được. Tất cả các anh chị em, bạn bè gần xa cũng đến hỏi thăm, thăm viếng, cũng muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình và để cầu nguyện cho linh hồn của cháu được mãi mãi ra đi thanh thản, về với Chúa được an nghỉ rất ngàn. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, khi nuôi được một người con khôn lớn trưởng thành là cả một quá trình vất vả, gian lao, khổ ải của bố mẹ. Giờ này là giờ chia ly vĩnh biệt, ai cũng ngậm ngùi thương tiếc, trở về đây không sao tránh khỏi được những giọt nước mắt, những lời chia buồn sâu sắc từ đáy lòng đến toàn thể gia đình. Cháu Lê Thị Hương khi còn sống
cháu rất chăm ngoan, học giỏi và luôn đạt được những thành tích cao trong khi học tập. Giờ đây, cháu đã không còn trên trần gian này nữa. Tất cả các anh chị em bạn bè gần xa nay đều tề tựu về đây để chia buồn những nỗi xót xa ngập ngùi của gia đình. Cũng mong cho gia đình cố gắng biến đau thương thành hành động. Hãy vượt qua nỗi đau này để ổn định lại tinh thần và cuộc sống, để tiếp tục lo cho gia đình, cho phát triển kinh tế mai sau. Mỗi khi cháu Lê Thị Hương được về Việt Nam đều rất vui mừng, vui vẻ bên ông bà, bên anh chị em trong gia đình. Nhưng lần này thì cháu không bao giờ được trở về quê ngoại của mình tại Việt Nam được nữa. Quá đau xót, quá ngập ngùi, nhưng không biết làm sao được để vơi đi được nỗi buồn mất con kể từ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những bậc làm cha, làm mẹ thì ai ai cũng chỉ mong sinh con ra, nuôi nấng cho con khỏe mạnh, trưởng thành. Nhưng giờ đây, gia đình đã mất đi một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, nết na, học giỏi. Những giọt nước mắt lăn trên gò má bởi sự thương tiếc vô hạn khi con mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị, chúng ta ai đã làm cha, làm mẹ đều hiểu cảm giác đau xót này. Nó ví như một thứ gì đó quý giá mà không sao, không có gì có thể lấy lại được. Xin được chia sẻ nỗi buồn này cùng với gia đình và để cầu nguyện cho cháu được mãi mãi thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng yên giấc nghỉ ngàn thu. Kính thưa mọi người, quê ngoại của cháu là ở Việt Nam, và mỗi lần cháu về Việt Nam thì cháu thường kể lại rất là vui mừng. Bên Việt Nam rất là đẹp và phong cảnh cũng rất hữu tình. Cháu rất là thích về quê ngoại. Nhưng giờ đây tất cả mọi người không bao giờ có thể nhìn thấy cháu trở về quê như ngày xưa được nữa. Giờ đây chỉ biết thắp nén hương thơm, thay câu tiễn biệt để cầu cho cháu được thanh thản, nhẹ bước tiêu dao về nơi thiên đàng được an bang mát mẻ. Và hãy phù hộ cho bố mẹ, cho ông bà được mạnh khỏe, được mãi mãi bình yên. Khanh Béo TV xin được cảm ơn tất cả các quý vị, các cô, chú, anh chị, các bác, ông bà trong thời gian dài vừa qua đã xem và ủng hộ kênh Khanh Béo TV. Và các quý vị, cô, chú, anh chị xem video xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ để sớm nhận được những video mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.